Đó là miền đất của băng giá, miền đất của những cơn gió thổi triền miên, tạo thành những cơn bão tuyết mỗi khi đông về. Patagonia trải dài về phía cực nam của thế giới, là vùng đất nằm gần Nam Cực hơn cả. Theo cách nói của nhà thơ Chile Pablo Neruda, thì nơi đây là nơi tận cùng của thế giới. Và có lẽ chính vì lý do này mà ở Patagonia, người ta thấy mặt trăng dường như to hơn và các vì sao dường như gần hơn. Đất nước Chile là một dải đất hẹp, trải dài khoảng 4.500 km dọc theo bờ Thái Bình Dương. Và ở tận cùng của dải đất này là Patagonia, vùng đất có rất ít người sinh sống và gần như bị bỏ hoang nếu chúng ta so sánh với dân số. Gần 5 triệu người sống tại thủ đô Santiago của Chile, nằm cách Patagonia 2.000 km về phía Bắc. Lang thang trên vùng đất băng giá là những người chăn gia súc. Họ sinh sống ở vùng thảo nguyên lạnh lẽo bao quanh bởi các dãy núi này. Khi đi làm, họ thường dắt theo 2-3 con chó. Họ đội một chiếc mũ beret màu đen đặc trưng của miền Nam Mỹ, chiếc mũ mà trước đây Che Guevara đã thường đội. Những người chăn gia súc chính là linh hồn của vùng đất gió thổi quanh năm này. Ban đầu tôi đến nơi đây để làm việc. Trước đây tôi sống tại một thành phố ở miền Bắc của đất nước. Nhưng một tháng sau đó tôi đã nghỉ việc. Bạn bè tôi đã kể cho tôi về vùng thảo nguyên Patagonia. Và bây giờ như bạn thấy đấy, tôi đã sinh sống ở đây được 5 năm rồi. Công việc của tôi hàng ngày là buổi sáng thì lùa đàn gia súc về phía chân núi, nơi có nhiều cỏ non. Sau đó trông nom chúng. Và buổi tối thì lùa chúng về chuồng. Ngoài ra tôi còn cho ngựa ăn. Sau khi chuyển tới đây, cuộc sống của tôi cũng không bị xáo trộn nhiều. Vì ở các thành phố cũ, tôi cũng làm công việc tương tự. Chỉ khác là ở miền Nam, khí hậu khắc nghiệt hơn, thiên nhiên hoang dã hơn, bão tuyết thường xuyên và gió thổi triền miên. Điều khác biệt lớn nhất chính là rau củ ở đây thường hay bị đóng băng. Cuộc sống ở đây thực sự khó khăn. Những người chăn gia súc hay còn gọi là những cao bồi Nam Mỹ làm việc chủ yếu vào mùa hè từ tháng 10 đến tháng 5. Ở Nam Bán Cầu, mùa đông bắt đầu từ tháng 6 cho tới tháng 9. Vào mùa đông, công việc của họ cũng chẳng có gì đáng kể ngoài việc sửa chữa hàng rào, chăm sóc đàn gia súc, hoặc đôi khi làm thịt vài con gia súc chết rét. Dưới thời tiết khắc nghiệt, lạnh giá và thỉnh thoảng còn có những trận bão tuyết, thực sự rất khó có thể làm việc. Nhưng dù trời có mưa hay có bão tuyết, chúng tôi vẫn phải ra ngoài trông nom đàn gia súc, chăm sóc cho chúng. Quả thật là chẳng ai ép buộc các bạn phải làm việc ngay cả khi thời tiết xấu. Patagonia, miền đất của băng giá, của bão tuyết, của những cơn gió, được mệnh danh là vùng đất tận cùng của trái đất, có khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Mùa đông là mùa của cơn gió Pampero, cơn gió bắc lạnh lẽo đến từ Nam Cực.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, Jose đi ra ngoài cùng những chú chó của mình để kiểm tra xem đám gia súc, đặc biệt là đàn cừu, có bị mắc kẹt ở đâu đó trong cơn bão tuyết, hay để kiểm tra xem sau cơn bão, hàng rào khu chuồng trại có bị hỏng hay không. Ở vùng đất này không có làng mạc, mà chỉ có các hộ gia đình sống ở cách xa nhau. Tuy vậy, những người dân trong vùng vẫn biết rõ về nhau cho dù họ không gặp mặt nhau thường xuyên. Cuộc sống của người dân nơi đây vẫn diễn ra tự nhiên, bất chấp những cơn cuồng phong và những trận bão tuyết. Những cơn gió thổi triền miên, dai dẳng ngày này qua ngày khác, nhưng Patagonia vẫn kiên trì chống chọi. Người phụ nữ này đang làm món thịt gác bếp, còn những người khác trong gia đình đang quây quần bên nhau thưởng thức mate, một loại trà có vị ngăm ngăm đắng, được người dân Patagonia rất ưa chuộng. Trà được chế trong một bầu đựng nhỏ có tên là Bombilla. Thịt được treo lên trong khoảng từ 5 đến 6 ngày và được hun bằng hơi bếp. Sau đó thịt sẽ như thế này, rất khô và cứng. Sau khi hun, thịt có thể được bảo quản khá lâu. Khi ăn, chúng tôi sẽ cắt nhỏ miếng thịt này ra. Thịt gác bếp là một món ăn rất được ưa chuộng tại miền Nam Chile. Tôi làm tất cả mọi công việc ở trang trại, từ đi kiếm củi, dựng lều trại, cho đến cạo lông cừu. Tôi đều làm tất. Thỉnh thoảng tôi còn sửa chữa hàng rào ở khu chuồng trại. Tôi cũng thường xuyên giúp chồng trong các công việc nặng nhọc khác. Hai chúng tôi cùng làm. Đó là cách mà những người phụ nữ ở Patagonia đã sống từ lâu đời nay. Thuở xưa, những cao bồi Nam Mỹ, theo cách gọi của người Argentina, hay còn được gọi là những người chăn gia súc, thường xuyên lang thang một mình trên thảo nguyên. Họ sống cả đời trên lưng ngựa. Họ đi khắp nơi, họ chăn thả gia súc, làm việc này việc kia. Đôi lúc họ làm thuê cho những người dân bản xứ những công việc chẳng hạn như thuần hóa ngựa hoang hay triệt sản cho cừu bằng chính hàm răng của họ. Mùa xuân đã quay trở lại Patagonia, những người chăn gia súc lại bắt đầu công việc của mình và họ làm việc vào cả những tháng mùa hè. Họ tập hợp đàn gia súc, cạo lông cừu, triệt sản gia súc, tiêm phòng, đóng dấu lên gia súc và bán len cừu. Ở vùng đất Patagonia đầy gió và tuyết, chó và ngựa là những người bạn đồng hành không thể thiếu trong mọi công việc của những người đàn ông đội mũ nồi đen này. Con ngựa đầu tiên của tôi là một con ngựa cái. Sau này nó đẻ cho tôi một chú ngựa non. Khi chú ngựa non này lớn lên, chính tôi đã thuần phục nó. Tính đến nay, tôi có tổng cộng 3 con ngựa. Thuần phục những con ngựa này có khó không? Có, đó là một công việc khó khăn. Nhất là khi bạn phải làm việc đó một mình. Rất khó để có thể đeo yên cho một con ngựa, phải biết làm cho chú ngựa chấp nhận điều đó. Thuần phục một con ngựa là một việc làm nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng. Khi lần đầu tiên bạn leo lên lưng ngựa, nó sẽ lồng lên và làm mọi cách để hất bạn xuống đất. Những người chăn gia súc thường lùa đàn gia súc về phía các ngọn núi, nơi có những bãi cỏ non mơn mờn. Vào thế kỷ thứ 16, trước khi những người Tây Ban Nha đến đây, ngựa là một con vật lạ đối với người dân bản địa.
Thế nhưng ngày nay, Patagonia được mệnh danh là xứ sở của loài ngựa. Ở một đất nước như thế này, bạn phải biết yêu quý loài ngựa. Cần phải chú ý chăm sóc chúng cẩn thận vì ngựa là một loài vật rất nhạy cảm và có cảm xúc. Đó chính là cách mà người dân nơi đây sống và làm việc với loài ngựa. Các bạn hãy nhìn ra phía đằng kia, đó là một con ngựa giống Ả Rập. Với giống ngựa này, cần phải hết sức cẩn thận, chúng rất khó thuần, cần phải đặc biệt lưu ý. Khi chúng tôi làm việc trên các thảo nguyên, ngựa là một người bạn không thể thiếu. Hãy nhìn những dãy núi đằng xa kia, nơi đó quanh năm tuyết phủ. Chúng tôi chỉ có thể đi đến đó bằng ngựa. Khi đi lùa đàn gia súc, đi chăn cừu, chúng tôi cũng dùng ngựa. Tất cả những công việc của chúng tôi đều cần đến ngựa. Chúng rất quan trọng. Ở Patagonia, mọi người hay uống trà mate lắm phải không? Vâng, ở đây người ta uống quanh năm. Thế các anh mua trà mate ở đâu? Chúng tôi không mua. Đây là một món quà đến từ thảo nguyên. Ở Patagonia, chúng tôi có hai cách thưởng thức mate. Phụ nữ thì pha loãng, còn trà mate pha đặc hơn thì dành cho đàn ông chúng tôi. Bombilla, chiếc bầu đựng trà nhỏ này là một sản phẩm có nguồn gốc từ Argentina. Đầu thế kỷ trước, những người Colombia đầu tiên đã đến sinh sống tại vùng đất Patagonia thuộc lãnh thổ Chile. Họ sống trên những thảo nguyên trải dài đến tận biên giới với Argentina. Nơi đây, họ đã bắt đầu với việc chăn nuôi cừu. Chính tại nơi đây, cùng với chú ngựa của mình, Luis hàng ngày vẫn làm việc trên thảo nguyên rộng vài nghìn hecta nằm gần biên giới Argentina. Nếu bạn không đi học, bạn sẽ phải làm việc trên thảo nguyên. Ngay từ lúc 9 tuổi, bạn đã phải cưỡi ngựa đi theo cha bạn để chăn thả đàn gia súc. Bạn phải học cách đặt bẫy, cách lên yên ngựa. Cómo armar una trampa, cómo ensillar un caballo.
Đối với tôi, đó chính là những bài học đầu đời ở miền đất này. Luis và người em trai của mình sinh ra và lớn lên ở đây, tại miền biên thùy, nơi địa đầu Tổ quốc. Em trai cậu làm gì vậy? Em trai tôi đi kiểm tra những cái bẫy và tôi nghĩ nó đã tìm thấy cái gì đó. Hàng ngày, tôi và em trai tôi mỗi người có một công việc riêng khác nhau. Người thì đi kiểm tra bẫy, người còn lại thì trông coi đàn gia súc. Vào buổi tối, mỗi người mang về nhà thứ mà mình kiếm được trong ngày hôm đó. Em trai anh đi thế kia có nguy hiểm không? Có, em tôi mới 12 tuổi. Nó còn nhỏ và ở trên núi rất nhiều nguy hiểm. Ví dụ như có thể bị trượt chân rơi xuống khe núi. Nhưng em trai tôi thường xuyên đến đây, nó biết rõ khu vực này nên không có gì đáng lo. Hàng ngày tôi rong ruổi trên thảo nguyên trông nom đàn cừu, thỉnh thoảng kiểm tra bẫy xem có con thú nào lọt bẫy hay không. Tôi phải trông nom đàn cừu khỏi những con cáo thường lởn vởn xung quanh đàn, hoặc đôi khi còn xuất hiện cả báo. Thực ra thì báo cũng không nguy hiểm lắm. Chúng có thể không tấn công bạn, nhưng nếu bạn đang cưỡi ngựa mà gặp báo, thì tốt nhất là nên tránh xa chúng. Bởi khi thấy báo, lũ ngựa sẽ hoảng sợ. Chúng có thể sẽ làm cho bạn ngã, và như thế thì thực sự nguy hiểm. Sinh sống trên các thảo nguyên, gần các ngọn núi hay dọc theo các con sông đổ ra Thái Bình Dương, những người dân ở miền Nam Chile là những người du mục di cư trên một lãnh thổ rộng nhất trên thế giới. Họ, những cư dân ở Trung Âu hay những nhà thám hiểm, những người đi tìm kiếm một miền đất hứa, đã đến sinh sống ở vùng đất giá băng này, nơi mà vào đầu thế kỷ dường như không có sự sống của con người. Vào thời kỳ đó, một vài người chạy trốn khỏi nước Mỹ đã chọn Patagonia, điểm tận cùng của châu Mỹ, là điểm dừng chân của mình. Ở đây chẳng có gì. Chúng ta sẽ đi kiểm tra những cái bẫy khác dọc theo con suối này để xem có tìm được gì không. Miền Nam Chile không phải là một hoang mạc toàn cát và sỏi. Vào mùa hè, nơi đây là một thảo nguyên với các cây bụi và cây thân gỗ nhỏ. Vào mùa đông, vùng đất này trở thành một xứ sở tuyết trắng trải dài đến khuất tầm mắt. Đã có một vài lần tôi rời bỏ nơi này, nhưng tôi đã lại quay về. Tôi yêu vùng đất này. Tôi cảm thấy thoải mái khi sống ở đây. Tôi đã được sinh ra ở đây. Thật khó có thể tưởng tượng được cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu tôi sống ở nơi khác.
ở tận cùng nơi cực nam. Patagonia được gọi là Terra Incognita, có nghĩa là vùng đất bị lãng quên. Chỉ cái tên đó thôi cũng có thể nói lên những khó khăn ở nơi đây. Người dân ở đây phải sống chung với mưa, tuyết, với những cơn bão và gió lạnh thấu xa thịt. Đó là đặc trưng của vùng đất vô cùng khắc nghiệt này. Anh thích cuộc sống ở đây, giữa thiên nhiên núi rừng hay là cuộc sống ở thành phố? Thiên nhiên ở đây rất đẹp, đó là một điều tuyệt vời. Nhưng cuộc sống ở thành phố cũng tốt. Tôi mong rằng có một ngày, con cái tôi có thể về sống ở thành phố, bởi ở đây, giữa thiên nhiên hoang dã, cuộc sống rất khắc nghiệt. Cuộc đời tôi gắn liền với loài ngựa. Tôi đã học cưỡi ngựa từ năm lên 10. Bây giờ tôi đã 32 tuổi. Cuộc sống của tôi là trên lưng ngựa. Nếu một ngày tôi quay về sống ở thành phố, thì điều làm tôi nhớ nhất chính là những con ngựa và những chú chó đã và đang đồng hành cùng tôi hàng ngày. Và thế là lại một lần nữa, Jose cảm thấy đơn độc, nhỏ bé giữa quang cảnh thiên nhiên rộng lớn. Anh đi tìm đàn gia súc của anh bị mắc kẹt ở đâu đó. Xung quanh anh chỉ là sa mạc, đầy tuyết và những cơn gió rít không ngừng. Sự đơn độc của anh bị phá vỡ khi anh bắt gặp trên đường một người chăn gia súc khác đến từ phía Bắc. Người này nói với anh rằng đàn gia súc của anh đang bị mắc kẹt trong một thung lũng bị tuyết bao quanh. Anh cần phải tới đó để lùa đàn gia súc về chuồng. Và vùng đất băng giá, vùng đất luôn phải chịu những cơn gió thổi từ Thái Bình Dương và Đại Tây Dương này. Patagonia trong một vài năm tới sẽ vẫn còn là xứ sở của loài ngựa,